Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê cá vàng. Sau một thời gian nghỉ Tết quá lâu thì Đam mê cá vàng đã quay trở lại và tiếp tục đam mê của mình. Admin xin lỗi các bạn vì trong suốt thời gian trước Tết thì mình đã ngưng tư vấn bởi vì quá bận nên mình không thể trả lời các bạn được. Nhưng mà từ nay thì ổn rồi, cơn bão mang tên Tết đã qua rồi và mình lại tiếp tục tư vấn và đồng hành cùng mọi người. Ở video đầu tiên là một video đầu năm mới thì mình xin chúc các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, tiền vô ào ào và chúc các bé nhà mình khỏe mạnh và mau ăn trông lớn nha. Các bạn đừng quên là hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi Đam mê cá vàng có video mới nha. Và để xem video mới nhất của Đam mê cá vàng, các bạn hãy search với từ khóa là Đam mê cá vàng. Và video hiện ra đầu tiên đó chính là video mới nhất của Đam mê cá vàng. Để mua các sản phẩm của Đam mê cá vàng, các bạn có thể mua tại Shopee với từ khóa là Đam mê cá vàng, các bạn có thể tìm thấy shop của mình. Hoặc là các bạn liên hệ qua hotline 0869 242 393 hoặc là fanpage và Instagram Đam mê cá vàng để đặt hàng trực tiếp nha. Để cập nhật các chương trình khuyến mãi theo từng tuần và từng tháng thì các bạn hãy theo dõi qua fanpage Đam mê cá vàng và Instagram. Và thông qua hai kênh này thì mình cũng có thỉnh thoảng chia sẻ những cái tip nhỏ nhưng mà hữu ích trong việc nuôi cá vàng thì các bạn hãy nhấn theo dõi nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xem video. Đối với việc mua cá ở cửa hàng thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề vì là số lượng cá quá nhiều nên là người bán rất là khó để quản lý sức khỏe của cá. Vậy thì làm sao để chọn những chú cá có sức khỏe tốt? Đối với các bạn nuôi cá, nhất là các bạn mà mới nuôi, mới mua thì hầu hết các bạn sẽ chọn cá dựa theo màu sắc là yếu tố đầu tiên. Nhưng mà đẹp là một chuyện và khỏe cũng là một chuyện không kém phần quan trọng. Và những kiến thức mình chia sẻ sắp tới đây không chỉ dành cho các bạn mà mua cá ở tiệm cá cảnh mà còn dành cho các trường hợp mà các bạn mua cá online hoặc là các bạn mua cá từ một cái shop cá nhân nào đó thì các bạn có thể yêu cầu người quay cận chú cá quay rõ để các bạn có thể quan sát thật kỹ khi mua. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào 10 tiêu chí đầu tiên để các bạn lựa chọn cá. Tiêu chí đầu tiên đó là những bé cá có cái phần nối đuôi á, không phải là cái phần đuôi hoặc là phần thân như các bạn mà là cái phần nối giữa đuôi và thân, nó có độ mập và dày. Yếu tố thứ hai đó là các bé có vây tốt, tức là vây cá căng ra, đặc biệt là vây lưng và vây đuôi. Và phần thứ ba đó là cái phần bụng của cá dày. Dày ở đây là mình nói rằng có nghĩa là mình nhìn cá về chiều ngang, cái phần bụng nó có cái độ dày, mình nhìn từ trên nhìn xuống á, sẽ thấy là cái phần lưng cá có độ dày, không phải là cá có cái bụng to. Cá bụng to thì sẽ có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là cá có thời gian gọi là đang trong thời gian gọi là sắp đẻ nè, hoặc là cá đang trong lúc mà bị sình bụng nè, hoặc là cá bị tắc trứng. Thì có rất là nhiều trường hợp như vậy. Nên là mình không thể nào dựa vào cái tiêu chí là cá bụng bự, là cá bụng to, là cá khỏe được. Mình sẽ dựa vào tiêu chí là cái phần bụng của cá, cái phần lưng của cá có một cái độ dày. Và yếu tố số 4 đó là cá có cái sự cân đối của đầu bụng đến cái phần nối của đuôi. Yếu tố thứ 5 đó là cá bơi có vẻ khỏe mạnh, có một cái năng lượng khỏe mạnh và năng động ở cái phần tầm trung của mực nước. Không phải là mình thấy là chú cá cứ mãi cứ nhoi nhoi hoặc là bơi thật là nhanh ở trên mặt nước, hoặc là bơi thật là nhanh ở dưới cái phần đáy của hồ. Không phải, mà bạn quan sát là cá nó sẽ bơi một cách khỏe mạnh và năng động ở cái phần tầm trung của mặt nước. Yếu tố số 6 đó là chú cá đó có cái độ bóng của vảy tốt. Có nghĩa là mình quan sát á, thì mình thấy là cái vảy cá không tróc, không khô mà bóng mượt. Và khi mà các bạn cầm chú cá lên được á, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự mượt mà của chú cá đó. Yếu tố thứ 7 đó là yếu tố là cách thở của cá. Mình sẽ chọn những cái chú cá mà thở một cách bình tĩnh, tự nhiên, không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Yếu tố số 8 đó là cá có cái sự cân bằng hai bên trái và phải, nó không nghiêng bên nào hết. Yếu tố số 9 đó là cá có một cái chiều cao, không có ngắn quá. Và yếu tố số 10 đó là cá không bị tróc vảy hoặc là nổi vân đỏ. Thì phía trên đó là 10 chi tiết, 10 điểm đầu tiên, 10 tiêu chí đầu tiên mà các bạn dựa vào để chọn một chú cá tốt khỏe cho mình. Nếu mà nói về chi tiết sâu hơn nữa thì còn rất là nhiều, nhưng mà trước tiên thì mình chỉ đưa ra những cái điều 10 tiêu chí này thôi để các bạn dễ lựa chọn và dễ nhớ.
Có rất là nhiều bạn khi mà chọn cá thì các bạn chọn cá dựa vào màu sắc dựa vào theo cái giác quan mà mình thích chú cá đó có màu sắc như vậy, hoặc là theo cái style mà bạn thích. Nhưng mà khi mà chọn như vậy mà các bạn chỉ dựa vào màu sắc thôi mà không có dựa vào các quan sát để mà phán đoán cái sức khỏe của cá, thì nhỡ mà các bạn lại chọn chúng những cái chú cá mà bị yếu bẩm sinh, hoặc là bạn không thể nhìn thấy được cái phần đúng của sức khỏe của cá, thì điều này là khi bạn mang cá về á, thì cá nó sẽ lập tức bị bệnh ngay, do những cái chú cá nó yếu sẵn rồi, nên khi mà thay đổi môi trường á, mà cá không có sức đề kháng để chống lại á, thì cá nó sẽ rất là dễ bị bệnh, hoặc là cá nó sẽ sống không có lâu. Và do đó khi mà chọn một chú cá vàng á, thì bạn phải xem là chú cá đó có đạt tối thiểu 10 cái điều trên mà mình đã chia sẻ hay không. Và tốt nhất là bạn nên đặt cá vào trong chậu để kiểm tra từ trên xuống. Đối với những cái cửa hàng mà buôn bán có tâm á, đàng hoàng á, thì họ sẽ để con cá vào chậu cho bạn kiểm tra. Và sau khi mà bạn kiểm tra rồi thì họ hỏi bạn rằng cá có ok không. Và với những chú cá mà không khỏe thì họ sẽ không có đưa ra để bán. Còn với các cửa hàng mà kém chất lượng á, thì họ sẽ không có giải thích gì hết. Và cứ đối với những chú cá bị bệnh á, hoặc là thậm chí họ bán cá nhưng mà thật sự là họ vẫn không nhận thức được là chú cá đó bị bệnh, và họ vẫn cứ bán một cách thản nhiên. Trong 10 điều trên thì có hai phần liên quan đến, đó là cái phần mà chú cá có cái phần nối đuôi dày và cái sự cân bằng của đầu thân và khúc nối đuôi á. Mình xin giải thích sâu một điểm một chút xíu. Đó là ví dụ bạn tưởng tượng như là cái phần đầu cá thì quá to, nhưng mà từ phần bụng đến phần nối đuôi á, thì nó hơi mỏng, nó hẹp lại. Thì như vậy á, thì bạn nhìn từ trên xuống á, kiểu giống như là chú cá nó giống như là một cái hình tam giác ngược vậy á. Và khi bạn thấy như vậy thì bạn nghĩ rằng chú cá này thật là ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhưng mà thật ra những cái chú cá như vậy á, thì sẽ có cái xu hướng là dễ bị rối loạn chức năng bên trong, dễ bị bệnh chổng, và đặc biệt là sẽ có xu hướng bị rối loạn chức năng thận, và xác suất chết nó sẽ rất là cao. Và có một điều này nữa mình muốn các bạn cũng hiểu và thông cảm cho cái người gọi là tạo ra một chú cá đẹp, khỏe và nuôi cá. Đó là cái việc khó khăn trong việc nuôi cá nó còn tùy thuộc vào giống nữa. Và đây là cái kinh nghiệm của mình đã tích lũy rất là nhiều khi mà tư vấn và chăm sóc cá nè, đọc tài liệu nè, và chính bản thân mình đã nuôi cá. Thì mình thấy rằng cách việc mà tạo ra và dưỡng một chú cá để đạt các tiêu chuẩn về gọi là đẹp và khỏe thì không phải là một điều dễ dàng. Và mình xin được xếp các chú cá sau đây được vào một cái hạng mục gọi là những chú cá khó nuôi của cá vàng. Đầu tiên đó là Ranchu, thứ hai đó là Tosa Nishiki, và thứ ba đó là Ryukin, và thứ tư là Onanda, thứ năm đó là cá Tancho, và thứ sáu là Ping Pong, và cuối cùng đó là Wakin. Thì về mặt khó khăn á, thứ tự các trường hợp bệnh á, nó cũng có khả năng phát triển như sau. Đối với các loại cá mà có vảy ngọc trai á, ví dụ như cá bên bông chẳng hạn, thì rất là dễ mắc những căn bệnh ví dụ như là bệnh chổng nè, bệnh tiêu hóa nè, bệnh mụn nước và bệnh mắt. Và đối với các loại như là Oranda, như là Tancho nè, Oranda nè, Hisashi Nishiki á, thì dễ bị các bệnh như là bệnh sù vảy nè, thối đuôi, bệnh chổng. Và đối với cái dòng Ryukin á, thì dễ bị các bệnh như là bệnh thối đuôi, bệnh sù vảy và bệnh chổng. Đặc biệt là ba dòng trên thì thường được nuôi làm cảnh, nên là rất là dễ nhạy cảm trong cái sự mà thay đổi môi trường. Dù là một cái sự thay đổi nhỏ thôi, nó cũng rất là dễ khiến cho cá khó chịu và dễ bị bệnh. Vì vậy á, vì cái sự khó nuôi và phải dưỡng, ví dụ như là phải dưỡng cho cái vây nuôi thật là đẹp, thật là thước tha, mượt mà, phải dưỡng cho cái trạng thái của cá được cân bằng, phải dưỡng cho cá trong một cái trạng thái khỏe mạnh, thể chất đáp ứng được, thì khi như vậy á, bởi cái sự khó nuôi đó nên là giá của những cái dòng trên thì thường có giá rất là mắc hơn. Vậy là mình đã chia sẻ cách để các bạn chọn một cái chú cá đạt chuẩn sức khỏe. Còn về màu sắc á, thì tùy vào cảm nhận của các bạn thì mình không thể nào chia sẻ được, vì cái điều này nó tùy thuộc vào giác quan của mỗi người. Còn về những cái chú cá mà đạt chuẩn để mà thi đấu á, thì nó sẽ có một cái nhìn nhận về sắc đẹp khác. Ở đây thì mình chỉ chia sẻ về cái cách để chọn một chú cá đẹp theo cách nhìn của bạn. Ngoài ra, và chọn một chú cá khỏe theo cái sự quan sát và phán đoán dựa vào những cái yếu tố mà mình đã chia sẻ.
và mình hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong việc chọn cá khi mà mua ở tiệm hoặc là bất cứ một cái đơn vị kinh doanh cá nào khác. Và chúc các bạn sẽ chọn được một chú cá ưng ý nhé. Và năm mới rồi thì video đầu tiên của Đam Mê Cá Vàng xin các bạn một like thôi, xem như là lì xì năm mới cho Đam Mê Cá Vàng nha. Và với các bạn chưa subscribe thì các bạn hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Và khi các bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chăm sóc cá vàng thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Đam Mê Cá Vàng qua hotline 0869242393 để được tư vấn. Và Đam Mê Cá Vàng chỉ tư vấn miễn phí và không có thu bất cứ một cái chi phí nào trong quá trình tư vấn cả, nên các bạn yên tâm nha. Và đối với chủ đề những cái sự khó khăn khi mà nuôi cá và khó khăn trong từng dòng cá và những cái dòng cá nào thì cần phải nuôi dưỡng trong môi trường như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở những cái video tiếp theo và những chủ đề tiếp theo, hoặc là những cái tip nhỏ mà mình sẽ chia sẻ trên fanpage, nên là các bạn đừng quên là theo dõi Đam Mê Cá Vàng thông qua ba kênh, đó là fanpage nè, Facebook, Instagram và YouTube. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.